Đoàn công tác đã thăm gia đình chị Vũ Thị Ánh ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên. Chị Ánh sinh năm 1996, bị tai nạn lao động, cụt 1/3 trên cẳng tay, chồng là lao động tự do, hai vợ chồng có hai con nhỏ. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên đã trao quà tặng chị Vũ Thị Ánh cùng gia đình. Thứ trưởng Lê Văn Thanh mong chị Ánh và gia đình khắc phục khó khăn, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan sớm hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ chị Vũ Thị Ánh được hưởng các chế độ theo quy định, đặc biệt là giúp chị tìm việc làm phù hợp. Đoàn công tác cũng đã thăm và tặng quà gia đình thân nhân của bà Lê Minh Yến, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, vốn là nhân viên trường tiểu học Hoàng Mai, tử vong trưa 18 tháng 4 năm 2022 do tai nạn trong khi làm việc. Chia sẻ sự mất mát với gia đình, Thứ trưởng Lê Văn Thanh động viên chồng, con, bà Lê Minh Yến nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.